Chào mừng anh em đến với Bao Quy Shop Nhân Quê Mepiza. Hôm nay giới thiệu với anh em trận đấu của Tấn Vũ và Thống Trường Học. Tấn Vũ chấp Thống Trường Học 20 điểm đánh 120 100. Trận đấu này quay tại quán cà phê pizza của chú Úc Vũ, mời anh em theo dõi trận đấu. Mà không đá trúng ngon hơn, không đá trúng gom hơn. Chài chà xanh hai tẩy. Chà xanh hay ô long cũng được ha. Hai điểm. Ừ, đem vô đi. Dạ dạ. Còn hồi lấy ô long uống ô long không? Đó, uống gì? Ba đi. Gác luôn. Bây giờ tao lấy bia. Rồi lấy diện được, lấy đại lấy diện được. Bốn đi. Năm nữa. Dạ cua nữa anh không à. Xong set rồi đó. Sáu điểm. Bảy đêm. Tám nè. Chín điểm. Chín điểm. Ủa sao anh uống ô long? Ủa sao anh uống ô long vậy chú Vũ? Vậy hả? Uống uống thứ khác được. Vậy hả? Tưởng đâu ấy rồi kêu chứ dừa ra hai anh em mình. Không có dừa mấy. Dạ hết dừa hả? Hết dừa gì thôi kêu con bạn chai nó nữa đi. Cái đánh mà không uống nước kỳ quá. Chai nó đi. À gì hả? Vậy thôi vậy đi cũng được nữa. Dạ dạ dạ. Rồi rồi vậy đi. Không phải là tại vì sao uống không nổi chứ nói gì. Một điểm. Hai. Hai điểm. Ba điểm. Bốn điểm. Năm điểm. Vậy
Sao vậy? Sao vậy? Ăn đá luôn. Đây năm trái rồi đó. Quân chưa tới đâu cứ lọt ngang lọt ngang lọt ngang luôn. Đi. 7 đi em. Đây lọt là rồi. Bây giờ lọt 7. Làm trái rồi, làm cái làm trái rồi, làm cái mười một có tại cái đâu ôi ơi trời sao quá được rõ luôn 12 13 không thấy cái đường thua lắm đâu 14 nãy quýnh như chú Hùng được quýnh như anh Thống được có ta quýnh như anh Thống được gì là nãy đâu thua chú Hùng phải không tại có anh Quang á 15 16 thua phải thua rồi đó 17 18 19 không thấy cái đường vô rồi đó hai chục đây nữa ơi có gì đứng thằng đầu á có chơi không có mạnh chưa không hai chục trời ơi trời vô cái quên lấy bơi vậy chắc là chắc rồi ra giờ thì có cái miếng mưa chưa em ly nào anh Thống ly nào dạ về anh chưa uống ha tổng cộng là hai cậu được một cậu có bạn chưa ạ biết đâu ông đi đâu ông gặp luôn ngon luôn
Đây là thất nghiệp bà không? Nghiệp ai? Thất nghiệp bà không? Có nhà xịt thuốc lúa cho chết cây chằn ra không? Đúng rồi, cái này thuốc. Có mít này nó bạc xanh không? Rồi. Tức á. Đức xuống này đến đồng anh này có chấp không anh không? À. Anh á, anh có chấp Đức không? Hay đến đồng không à? Có chấp, nó chấp 10 điểm. Vậy hả? Ủa? Thiệt nghe không? Để thả em nghe. Một. Hai. Chạy cũng được, ta cái hai chục chạy qua nãy ba. Đi đâu cái cảnh đâu hết quá hai cái này vậy? Anh đi cảnh rồi hả? Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Hay thiệt ha. Chắc đá quá anh không? Quýnh này dậu đá gì? Đấy, nói sao? Mấy à? Mấy à? Không nhớ nữa. À! Bây giờ quên điểm nè, bây giờ không biết mấy điểm nữa nè. Ai biết rồi, à, biết đại. Quên điểm mất tiêu rồi nè. Năm nè anh không? Em quên mất tiêu luôn á. Tắt camera đi quay lại coi. Trời ơi trời. Ẩu quá. Năm điểm. Quên mất tiêu. Không có được đâu qua đó nữa. Họ đi yếm ngược đi. Các bạn vẫn làm được mùa lắm thế đâu. Họ đi yếm ngược đi. Rồi. Rồi đó. Ra là quay yếm rồi. Biết mở người tới rồi. Chúng ta là tiếp biết là ai không? Nghe không? Chạy vậy thôi. Chạy vậy thôi. Ông này cô Lê Văn cũng được vậy. Cái đó cô Lê Văn cũng ngon vậy. Trời ơi trời. Quá xui quá xui. Băng xui quá. Được không? Ừ. Nghe lại lắm nha rồi. Nè. Đó. Có. Thì tới đây tôi cần dưới này nghe. Thành đá là 1 đúng không? 8 là 7. 7 8. 8.
nhẹ quá. Cái nhẹ nhẹ không bên này. Nhằm khi nó đá đúng là anh thả tục ngang cái chứ. Trời ơi. Ủa. Trời trái nhẹ này. Trời ơi. 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 Trời ngay nữa sao? Ừ. Ừ. Kì vậy ta? Cái khó luôn á, nó luôn á, bây giờ cái khó là sao? Cái này cho một ai biết rồi mà ai đó. Trúng nha nó. Quá trời ơi, nữa. Đây còn đứng hay gì có canh lưng gì luôn vậy. Dạ, lọt bỏ trước khi ra bình thường mà. Còn cái này. Thấy chút bằng ngàn, canh nó lại thấy không? Bốn. Bằng ngàn, bằng ngàn. Chết tôi luôn rồi, chết tôi luôn rồi. Mạnh. Năm. Để chắc đi chủ mẹ. Lỡ mẹ. Thôi đâu, chạy đâu. Chạy không sao? Bảy. Bắn luôn rồi. Sức luôn. Tám điểm. Chết nữa nè, một phép mạnh rồi nè. Ơi. Chín. Mười. Chết mẹ không? Chết nó rồi chết. Hai. Nó thở được mẹ dạng thở không? Bấm mình có đá rồi thở. Mười một. Chưa biết anh đâu. Đá gì chứ? Đừng đá thì này dạng thở thở anh đấy. Đừng nhầm quên. Thở thở thì còn lon. Chúng là mày. Ba nghe không? Ba không còn là 6 điểm nữa. 12. Đi rồi không biết được. Được rút về đây nó hỏi thôi, đừng lái. Chắc luôn đi. Ở lần chốt con. Rồi em. 13. Không có liên quan nữa. Em lúc tên nó cũng. Em tên con là ba nút này là. Ai gọi vậy? Không. Mười bốn. Không thấy cái đường hương, không thấy cái đường hương bây giờ là đường hương đó. Không biết đường chơi ra. Nát cái tài sản ba người đường nào cái đỏ. Bắt sợ phải thấy chưa? Rồi, rồi đó. Này. Quá ổn, quá ổn. Mười bốn. Đúng luôn rồi, đúng rồi. Ổn gì đâu ổn. Kiếp cơ sập luôn. Còn 5 ạ, còn 6, còn 4 ạ. 5 đó là 5, 4. Rồi 5, 4. Còn 5, còn 4. Tại tôi quên được mấy cọc lẻ. Cọc gì vậy? 1. 8 vô. Thôi chạy ra thì mới sắc vô. Được mấy con ơi. Yêu. Ai là thịt hồn. Yêu. Chắc vô đi, cũng chúng mới đứt
giọng lên hai một chút. Trời ơi. Một cái đi. Dạ. Cái này là như trong cộng kiểu phải lộn chứ không chứ phải là. Rồi vậy đây. Cái này không có dây đường nào, không vẽ được, không có đá nữa. Kỳ vậy không? Không chơi giãn tay rồi. Tính là quýnh là nhẹ. Nó vô quá dày. Bị dày nó chạy nổi. Một. Hai ba nghe ba bốn băng dây lại cái giờ không dây lại nữa chơi gì đó ba đều hai dậu nha cậu nói chết đó biết rồi em nè ba đều hai chặt đi đó ba đều trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi Ủa nhạc dòm đếm mày mày dòm mày dòm tao quay mày cứ dòm đếm mày ai tới bài hả bài hả chứ đợi đối thủ đi mệt rồi tao mới đi chứ 14 trời ơi dở chúng nó xuống à 14 10 nữa 5 8 4 nữa 52 chạy ra như vậy cái bóng cả ai gửi luôn. Hai điểm, 11 điểm trời. Giờ nó thấy tao quýnh điểm, nó thấy nó khó rồi đó nghe. Thấy điểm khó hả? Ờ.
khởi động cái tay tao lại mới được, tạm như nó mất cảm giác rồi. Tơi ba đi cảm giác rồi, tính ra nãy giờ quýnh có mấy cơ đâu, à năm số cơ chứ nhiêu mà nghĩ vậy. Chưa đứt mà chưa đứt nên chưa nói gì hả anh Thống? Ừ, phải để tôi dạng dạng cái tay lên mới được chứ. Dạng dạng cái tay mà không thấy cái đường mua đâu đây. Đối thủ người ta lên đâu có quyền nhá, có quyền ta cự chứ vậy ra mà không, mà không cho ta cự bà đó rồi. Hiểu nữa rồi, bà gửi đi. Một đó trước đầu nhớ đúng chết luôn á. Hai anh tòng ra nữa hả? Ba nhìn nhẹn tí có đi quá ơi. Út ơi à, kêu em đi về cho anh. Năm sáu trời ơi trời, mi ngon dữ anh không kì á, chích nhẹ nhưng mà thiếu trời sao đi, bữa nào kêu anh tí, kêu anh tí chỉ chích mới được, bị cái bệnh em chích thiếu trời ơi là trời. Một cái bị muốn đau bụng luôn á, cái bên gì à kéo mà sợ dư lực mình chích nhưng cho qua vừa chích thiếu anh tính đòn không. Hai chữ bà gửi là năm dạ. Ồ, lấy mép trúng cái chết em luôn. Đúng cho vậy mà chạy qua đây đó, mà sao mà cái bị nó chạy xuống đó chạy. Một chứ nhầm khi nó chạy theo ấp hơi. Thành công, thành công, thành công. Hai điểm. Chọc quê anh Hoài ấy. Cáp kèo đi ốc nổi vậy. Ốc nổi thì chứ. Ba nè.
Bụng em gặp là em ngắn ngược rồi đó anh Tý ơi. Quay đi. Năm đi. Cao đi. Ta lên đẹp rồi. Đồng ý hay không chưa hả? Bảy đi. Quan đi. Chính em. Ăn út khùng rồi. Rồi chê đó hả? Rồi út khùng chê đó. 16, nãy bị hạ rồi. Ừ. Thiếu rồi. 16 điểm. 10 nữa là 78. 78 6 là 84. Bi tính móc lên ha anh đâu. Móc lên mới bi đó anh quýnh tán mạnh mạnh cho nó đè luôn, dập luôn. Thằng này nó cũng về à. Bi đó đó. Quýnh mấy nó mới vô quýnh gì giãn tay. Mà vẫn gom. Hay quá, hay. Hay thiệt, băng dằn hay thiệt. Gặp em chắc em quýnh ra nữa bạn. Không tôi dư. Không tay nữa rồi, không tay nữa rồi. Trời ơi, trời ơi. Thiếu hoài hả? 20. Một
2 3 hơi nhẹ ha. Không có bài nữa đây. Dạ mất điện hết rồi. Ôi. Ủa không đẹp. Dạ trời trời, nghe hoài vậy. Má. Năm. Trời ơi thấy nó lãng nhắc thiệt. Năm điểm nữa, 89. Chứng là nó hụt ra ra gì đâu mà nó cứ nhíu 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 hoài. Xui quá trời hết nóng. Xui rồi. Xui thiệt. Còn 2 điểm mà. Dư rồi anh không à. Còn 2 cái anh đi 1 cái. Ừ. Anh thấy dư tiền rồi đó. Tại chạy chậm đó. Chạy chậm nha. Hai để hai để bị đang mở thiếu tí xíu nữa chứ. Trời xíu. Tính thiếu rồi đó chứ. Thiếu. Ba với hai là năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời, cái lỗ lộn. Đúng là xui rồi đó. Rồi mấy nay rồi không em rồi anh thống không em rồi giờ cúp bê cái lỗ đúng không lỗ dạ, dạ. Không có đường thấy không có đường lộn giờ hồi cái nổ ra rồi dạ dạ bó tay cái lỗ mà lỗ bác Phương ba điểm bốn điểm năm điểm bảy điểm tám điểm chín điểm về nữa rồi mười điểm mười một điểm đó nè, 12 đến. Mười ba đến. Mười lăm điểm. Chắc hai chục điểm sao mới lợi. Hả? Đâu mắc quá đồng ăn tao mà chắc hai chục điểm sao mới lợi. Vậy hả? Chơi mà chú đâu có gì đâu. Quýnh chơi mà. Mười lăm hả anh đó. Kệ quýnh chơi mà chú làm đâu vậy đâu. Mười sáu điểm. Mười bảy đi mười tám đi em mười chín đi em thôi quýnh lại xe khác rồi rồi ok trận đấu đến đây là kết thúc hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.